Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Lực Tài xin chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Thì ngày hôm nay Lực Tài sẽ cung cấp cho tất cả mọi người một số thông tin xoay quanh cái câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng đang rất là lộn xộn trên mạng xã hội về cái vấn đề tiền bạc cũng như là lằng nhằng rắc rối liên quan đến ekip của ca sĩ Phi Nhung. Thì mọi người đang quan tâm đến câu chuyện này rất nhiều, thì Lực Tài cũng sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới xoay quanh những câu chuyện này để cung cấp lên cho tất cả mọi người nắm bắt rõ thông tin. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là câu chuyện hiện tại bây giờ là đang nóng ở trên mạng xã hội về cái chuyện lùm xùm tiền bạc giữa Hồ Văn Cường cũng như là bên quản lý ekip của cô ca sĩ Phi Nhung. Câu chuyện đang được đồn thổi lên rất là nhiều về những thông tin thất thiệt cũng như là những thông tin không kiểm chứng họ đã áp đặt vào câu chuyện này cũng chỉ nhằm một mục đích là phá hoại và hãm hại cái tình cảm giữa gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là bên phía gia đình nhà Hồ Văn Cường. Thì chúng ta cũng có thể biết được rằng là Hồ Văn Cường là một đứa trẻ mới lớn lên, mặc dù nó có cái gì sai trái đi chăng nữa thì đến thời điểm hiện tại bây giờ vẫn là con của cố ca sĩ Phi Nhung. Cố ca sĩ Phi Nhung rất yêu thương Hồ Văn Cường, mặc dù trước đó Hồ Văn Cường đã có rất là nhiều sai trái nhưng cố ca sĩ Phi Nhung đã bỏ qua tất cả. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ cố ca sĩ Phi Nhung đã qua đời thì những cái vấn đề đó người ta đã mổ xẻ ra rất là nhiều. Có một bên thì bênh vực cho Hồ Văn Cường và nói Hồ Văn Cường làm đúng, trách móc bên phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung này nọ. Còn một bên thì lại chỉ trích Hồ Văn Cường là vô ơn, vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát này nọ. Thì cũng rất là nhiều thông tin thì chúng ta cũng chưa biết được tình hình như thế nào. Nhưng theo quan điểm cá nhân của Lực Tài thì mọi người cũng có thể thấy chúng ta hãy làm theo tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung. Từ cái lúc cố ca sĩ Phi Nhung còn sống thì cũng đã đặt cái suy nghĩ hàng đầu lên là hãy cưu mang và chăm sóc Hồ Văn Cường, hãy coi Hồ Văn Cường là một đứa trẻ và mong cho em ấy được thành công trong thời gian sắp tới. Thì như vậy đó là ước nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung, thì chúng ta cũng phải tôn trọng ước nguyện đó và cũng mong muốn làm sao Hồ Văn Cường càng ngày càng lớn thì càng phải hiểu biết rộng hơn và nên tiếp xúc với những ai, đừng tiếp xúc với kẻ xấu để hãm hại chính gia đình nhà mình và gieo cái tiếng xấu cho chính gia đình nhà mình. Và chúng ta lên đây chúng ta để chúng ta khuyên răn, chúng ta bảo ban em ấy có một cái đường đi đúng đắn hơn để cho cái tương lai mình phát triển. Nếu như mình đã có tài thì phải cộng thêm cái đức thì mới bắt đầu phát triển được, đúng không mọi người? Đó thì cho nên rằng là hiện tại bây giờ đang rất là nhiều cái thế lực người ta chống phá và hãm hại gia đình cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là chia rẽ cái tình cảm giữa gia đình nhà Hồ Văn Cường và gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là bên công ty của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì người trong cuộc người ta không lên tiếng nhưng mà người ngoài người ta áp đặt vào đó để người ta có một cái dấu hiệu gì đó vừa trục lợi mà vừa hãm hại người khác nha mọi người. Cho nên là Lực Tài cố gắng cung cấp những cái thông tin cực kỳ chính xác để gửi cho tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Lực Tài sẽ cung cấp cho mọi người ba cái thông tin. Cái thông tin mà quan trọng nhất là liên quan đến ekip quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung. Thì hiện tại bây giờ anh ấy hình như cũng đâu, anh hay chị gì đó mọi người thì Lực Tài cũng không nhớ rõ, và đâu đang ở bên Mỹ. Thì đi qua đám tang thì mọi người cũng có thể biết rằng là Diễm Phạm là người quản lý lâu năm với cố ca sĩ Phi Nhung và chị ấy nắm bắt hết hoàn toàn những cái thông tin, những cái bí mật đời tư cũng như là cái vấn đề tiền bạc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Thì đã đang ở bên Mỹ và họ bây giờ rất là kín tiếng sau cái sự cái đồ mà dính líu đến tiền bạc với Hồ Văn Cường. Thì sau khi trao tiền thì bây giờ họ đang ở bên Mỹ và Lực Tài vừa mới cập nhật được một thông tin rằng là bên phía quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung cũng đã làm một cái hành động cực kỳ đẹp mà cũng đã công khai, nhưng chúng ta lại không để ý đến cái chi tiết như thế này. Cái chi tiết này thì đúng thực sự ra mặc dù có rất là nhiều người đang đứng lên để nói rằng là phía ekip quản lý của ca sĩ Phi Nhung ăn chặt bóc lột gia đình nhà Hồ Văn Cường này nọ và nói họ là những con quỷ, họ là những người này người kia áp đặt chữ rất gầm lạnh, nhưng mà cái hành động này thì khả năng chúng ta sẽ suy nghĩ khác đi một chút xíu. Và cái vấn đề mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay là cái số tiền mà họ cũng đã âm thầm họ góp vào cái quỹ Quyên Đi Phạm cũng như Phi Nhung với số tiền là hơn 1 tỷ đồng nha mọi người, để đi hỗ trợ bà con vùng dịch ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng như là xây trường ở bên Mỹ. Thì mọi người cũng có thể thấy là cái số tiền mà hung điếu là được 72.000 đô ở bên Mỹ và cái số tiền ở trong tỉnh xã Giác An mà Quyên Đi Phạm cũng như là sư thầy thu được là 22.000 đô, là tổng cộng 94.000 đô ấy, và cộng với lại 50.000 đô nữa là của quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung cũng đã xuất vào cái quỹ đó luôn đó. Thì những cái thông tin đó chắc hẳn mọi người nghe nhưng mà mọi người không biết được là cái số tiền 50.000 đô đó nên là như thế nào. Thì ngày hôm nay được tặng cung cấp cho mọi người cái thông tin đó.
Và cái thông tin thứ hai mà Lục Tàng muốn cung cấp cho tất cả mọi người là cái thông tin tài sản của cố ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ khủng cỡ nào nha mọi người. Có rất là nhiều người nói rằng là cố ca sĩ Phi Nhung mua sao hạng A nhiều tiền lắm, và tài sản của cố ca sĩ Phi Nhung thì rất là khủng. Nhưng ở Việt Nam thì mọi người cũng có thể thấy chị ấy ở một cái khu vực ở trên thành phố Hồ Chí Minh và có một cái căn nhà cũng gọi như là bình thường thôi, 2-3 tấm gì đó thôi đúng không mọi người, và trong đó nuôi 20 mấy người con nuôi. Chúng ta nhìn thì cũng không có phải là đại gia hay là siêu biệt thự hay siêu cái villa cái gì cả. Còn bên Mỹ thì như thế nào? Thì tí nữa Lục Tàng sẽ cung cấp cho tất cả mọi người để mọi người biết cái thông tin đó. Và trước khi vào hai cái thông tin chính thì Lục Tàng muốn cung cấp cho mọi người một số cái hình ảnh cực kỳ xúc động và những cái thông tin về cuộc sống đời tư của cô ca sĩ Phi Nhung trước đó. Thì về cái hình ảnh này cực kỳ đẹp là cái đứa con nuôi thứ 23, tức là đứa con cuối cùng mà chị Phi Nhung nhận đó, là cái lúc nó đang còn đỏ hổn là người ta vứt ở nơi một cái bờ hè nhà chị ấy, thì chị ấy đã được lên nuôi. Thì mọi người có thể nhìn lên hình ảnh và Lực Tàng sẽ đọc cái thông tin này trước. Thì trong lúc Lực Tàng đọc thông tin, mọi người có thể nghe và cũng có thể để lại những cái lời bình luận bên dưới cầu mong cho linh hồn chị ấy được siêu thoát, tại vì đây là một cái hình ảnh cực đẹp trong cuộc đời của ca sĩ Phi Nhung và rất là hiếm hoi mới có được những cái hình ảnh như thế này. Thì cũng rất mong tất cả mọi người, chị ấy chưa qua 49 ngày, thì cũng rất mong tất cả mọi người hãy để lại những cái lời cầu nguyện tiếp cho chị Phi Nhung cũng như là lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của cô ca sĩ Phi Nhung ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc để cho tất cả mọi người cùng biết ạ. Cơ duyên đặc biệt, người con nuôi thứ 23 của cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi là một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Hành động cao đẹp của cố ca sĩ Phi Nhung khiến không ít người cảm thấy xúc động và mong nhiều điều tốt đẹp đến với nữ ca sĩ cũng như là đứa bé. Nhiều fan hâm mộ cảm thấy ấm lòng trước hành động đẹp, đầy tình nhân ái của nữ ca sĩ Phi Nhung dành cho một em bé bị bỏ rơi. Lúc sinh thời, Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ xem việc làm từ thiện của mình là trách nhiệm của bản thân. Đó chính là lý do của hành động đẹp nhất trong ngày hôm đó của nữ ca sĩ. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là cái hình ảnh mà Phi Nhung bế đứa bé lên đó mọi người. Bế đứa bé là đứa này là đứa 23 nhưng mọi người đang rất là nhỏ, và người ta bỏ trước bờ thềm nhà mặt trước đó mọi người. Thì chị ấy đã thấy và chị ấy đã cưu mang đứa bé này. Trên trang cá nhân, Phi Nhung từng chia sẻ hình ảnh một em bé bị cha mẹ bỏ rơi ngay trước cửa nhà mình. Xúc động vì hoàn cảnh éo le của em bé nhỏ, Phi Nhung quyết định nhận làm con nuôi và đón thêm người con thứ 23 của mình. Trước hành động cao đẹp này, Phi Nhung từng chia sẻ, Phi Nhung chỉ nhận lời chúc phúc cho bé, chứ không nhận lời trách móc người mẹ nhé. Hãy thương thì thương cho trót, bé sẽ mang lại sự bình yên cho thế giới. Đó là mong ước của mẹ Phi Nhung, trời đã cho con thì mẹ sẽ nuôi con. Thì đó là một cái dòng trạng thái mà người viết bài người ta cũng đã viết lên về những cái thông tin mà có ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi đứa con 23. Và chị ấy cũng nói rằng là thương thì thương cho trót, bây giờ lỡ người ta đem đến như vậy cũng không thể nỡ đồng nào mà không nuôi được mọi người. Thì chị ấy đã có một cái hành động cực đẹp trong cái cuộc đời của chị ấy, và những hình ảnh này nó được lưu truyền mãi mãi để chúng ta biết được là chị Phi Nhung đã có những cái hành động đẹp như thế nào. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ, 23 đứa con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa biết được rằng là đã có người cưu mang nuôi dưỡng hay chưa. Nhưng mà bên Hồ Văn Cường thì mọi người cũng có thể thấy rằng là có bầu thị, có các đại gia người ta quan tâm rất là nhiều. Thì trong tình hình như vậy thì cũng có rất là nhiều khán giả yêu thương cô ca sĩ Phi Nhung, và đặc biệt là về những cái hành động và ước nguyện của cô ca sĩ Phi Nhung, thì họ cũng mong muốn những ai mà giúp đỡ Hồ Văn Cường á thì cũng hãy giúp đỡ luôn 23 đứa con nuôi, làm theo cái tâm nguyện của cô ca sĩ Phi Nhung để mong làm sao cho cái câu chuyện nó tốt đẹp để linh hồn chị ấy được siêu thoát. Nhưng mà có khả năng là cũng rất là khó đó mọi người, nuôi được mấy chục người con thì chúng ta cũng nghĩ rằng là chỉ có chị Phi Nhung mới làm được những cái hành động đẹp như vậy thôi. Và những người mà cưu mang thì họ cũng phải tính toán, họ cũng phải này nọ đúng không ạ? Còn không nữa thì cũng phải nhờ đến chính quyền địa phương để họ cưu mang hỗ trợ. Nếu như mà bên phía cố ca sĩ Phi Nhung không có ai nuôi chẳng hạn, hoặc là không có người nào đứng ra nhận nuôi, thì những đứa nhỏ đó sẽ được hỗ trợ về bên phía của chính quyền địa phương nha mọi người. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với những cái thông tin liên quan đến quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì có rất là nhiều cái nguồn tin nói rằng là bên quản lý ekip của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã âm thầm góp một cái số tiền khoảng 50.000 đô, thì nó hơn 1 tỷ Việt Nam đồng, vào cái quỹ Phi Nhung Phạm cũng như Winnie Phạm để cứu trợ bà con ở Việt Nam cũng như là xây trường ở bên Mỹ, chụp chung vô cái số tiền mà phúng điếu được 72.000, rồi chùa Giác An 22.000 và 94.000 đó mọi người, cộng cái 50.000 đô
của bên phía quản lý ekip ca sĩ Phi Nhung nữa là trích ra để làm thiện nguyện. Thì đây là cái thông tin mà chúng ta cũng chưa biết là có hay không, và họ cũng nhắc đến cái số tiền đó như vậy. Hiện tại bây giờ quản lý của ca sĩ Phi Nhung á, là Diễm Phạm á, là cũng đang ở bên Mỹ, và có rất là nhiều những cái hình ảnh bên con gái Wendy Phạm là hai người rất là thân thiết với nhau, có những cái cử chỉ vui đùa, hành động rất là vui, và có một cái tình tiết là chia tiền. Nhưng mà không phải nha mọi người, họ chia những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm đối với lại mẹ Phi Nhung thôi. Thì cũng có rất là nhiều người lên bàn tán xôn xao, nói rằng là Diễm Phạm là người xấu và đang trốn tránh ở bên Mỹ, không dám về Việt Nam. Rồi gieo những cái tiếng xấu đến cho gia đình nhà cốt ca sĩ Phi Nhung, hãm hại Hồ Văn Cường. Và hiện tại bây giờ đang ở bên Wendy Phạm là có cái dấu hiệu muốn hãm hại luôn Wendy Phạm. Thì nhắc nhở Wendy Phạm cẩn thận này đó. Thì họ đúng thực sự là họ lo quá xa, họ lo quá thừa. Tình cảm của họ đang rất khăng khít nha mọi người, không có cái vấn đề gì cả. Sau khi lộn xộn với Hồ Văn Cường thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng đã bay sang Mỹ và lo tang lễ cho cô ca sĩ Phi Nhung. Rồi họ đang rất là êm đềm hạnh phúc, không có cái vấn đề gì mà như những cái người mà người ta ác nhân thất đức người ta nói đâu mọi người ạ. Còn cái chuyện mà xoay quanh Hồ Văn Cường á, họ có áp bức bóc lột hay không á, thì chắc chắn một điều rằng Hồ Văn Cường sẽ có lúc lên đính chính thông tin để nói rõ cái câu chuyện này cho tất cả chúng ta cùng biết. Và bên phía của ca sĩ Phi Nhung hiện tại bây giờ họ cũng không đánh động một tiếng động nào, họ cũng không công bố cái thông tin gì nữa hết. Họ nói rằng đã xong mọi chuyện và họ nhịn tất cả mọi thứ, họ không muốn làm rùm beng lên nữa. Và cuộc đời của Hồ Văn Cường đi về đâu hay là làm bất cứ một chuyện gì thì không liên quan đến họ nữa. Tức là những cái vấn đề pháp lý họ đã làm xong xuôi hết rồi và được sự đồng thuận của hai bên. Đó, thì hiện tại bây giờ rất là nhiều người đang chỉ trích về quản lý của ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Và họ không lên tiếng nhưng mà họ cũng cứ môi móc ra để họ chửi thôi. Tại vì ghét ai rồi á thì người ta ghét dữ lắm mọi người ạ. Người ta nói câu thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn nó cũng méo cái kiểu đó mọi người. Cho nên là bây giờ họ cứ áp đặt vào câu chuyện này để họ chửi mới, họ lăng mạ nhục mạ quản lý của ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Thì Lực Tàng cũng không biết được rằng là cái văn hóa, cái môi trường mà liên cái pháp luật của đất nước Việt Nam chúng ta, cái truyền thông mạng á, không biết là từ bao giờ lại có cái trường hợp mà lên chửi người mà xúc phạm người khác một cách nhục mạ đến một cách nặng nề đến mức độ như vậy, mà trong lúc là không biết là có bằng chứng chứng cứ gì xác thực hay không, chỉ nghe theo về một phía và tự tạo tự bịa ra câu chuyện để áp đặt lên để chửi người ta như vậy, trong lúc người ta có làm gì đâu mọi người. Người ta chả thế nên quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung đã làm gì cả, thì họ cũng chỉ muốn là nói ra những cái vấn đề này khi thực sự thôi. Trước đó thì quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung cũng đã nói rồi, nếu như mà không có chị Phi Nhung thì họ cũng đã tung những cái này cái kia của Hồ Văn Cường ra để rửa oan cho cô ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà vì cô ca sĩ Phi Nhung cho nên là họ không nói gì để cho mọi chuyện nó được yên ổn, đúng không ạ? Thì ở trong tranh mới biết tranh có rật, đúng không mọi người? Nhiều khi mình không biết được cái chuyện gì nhưng mà họ vẫn cố tình áp đặt để họ hãm hại, họ đã vu khống cho một ai rồi là họ cứ cố tình họ làm như vậy. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ cũng rất mong tất cả mọi người hãy để cho cái câu chuyện của quản lý của ca sĩ Phi Nhung được im lìm. Và nếu như mai mốt mà Hồ Văn Cường có cái nỗi oan khúc gì thì Hồ Văn Cường đã đuổi tuổi vị thành niên có trách nhiệm mà dân sự hết rồi, thì Hồ Văn Cường có thể lên tiếng. Nếu họ thực sự làm như vậy thì pháp luật sẽ vào cuộc và xử lý họ, đúng không mọi người? Còn chúng ta đây là những người bình thường, những người ở ngoài không hiểu chuyện thì cũng đừng nên áp đặt và hãm hại người ta đuổi cùng giết tận như vậy nha mọi người, đúng không ạ? Như vậy thì quá ác nhân thất đức. Lực Tàng cảm thấy rất là buồn những cái câu chuyện mà những cái người đó đang công kích tấn công về quản lý của ca sĩ Phi Nhung, trong khi người ta không cần, họ chỉ gọi như là tự tạo ra câu chuyện họ nói như vậy thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi đến cái thông tin thứ ba là cái thông tin tài sản của ca sĩ Phi Nhung khủng cỡ nào ở bên Mỹ nha mọi người. Việt Nam thì không có rồi, đúng không ạ? Việt Nam thì chị ấy chỉ có mấy chục đứa con nuôi đó, hiện tại bây giờ là tài sản quý giá nhất của chị ấy. Chị ấy là một ngôi sao hạng A nhưng làm được bao nhiêu là chỉ dùng tiền để nuôi các con thôi. Còn bên Mỹ thì nhiều không ạ? Thì Lực Tàng sẽ cho tất cả mọi người xem một số cái hình ảnh ở ngôi nhà bên Mỹ của ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Thì Lực Tàng cho mọi người xem hình rồi Lực Tàng đọc luôn cái thông tin để cho mọi người cùng nắm bắt rõ ràng hơn. Ngôi nhà giản dị tại Mỹ của cố ca sĩ Phi Nhung, cây cối ra quả sum xê, mọi vật vẫn còn lưu giữ. Lúc sinh thời Phi Nhung đã rất sâu hàng đầu hải ngoại, nhưng cố ca sĩ không cầu kỳ trong cuộc sống. Cô cùng con gái Wendy Phạm từng ở trong ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra ở chùa Huệ Quang, Mỹ. Tại đây, từ người thân đồng nghiệp đến khán giả gửi lời tiễn biệt cố ca sĩ trên đoạn đường cuối. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Phi Nhung ra đi, người thân không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về cô.
Mới đây, trên trang cá nhân, người thân thiết trong gia đình của nữ ca sĩ đã phát live stream quay lại ngôi nhà giản dị ở Mỹ của cố ca sĩ Phi Nhung. Có thể thấy cây ăn quả ra trái xung xuê, những chiếc ô tô vẫn để trong hầm giữ xe. Điều đặc biệt là khung cảnh mọi vật đều giữ nguyên vẹn. Nhìn vào đây khiến nhiều khán giả vô cùng xúc động, bất ngờ nhớ đến giọng ca 7. Đó là những cái hình ảnh chậu hoa nè mọi người, những hình ảnh ngôi nhà đó, rồi cửa cổng nè, rồi cây ổi nè, rồi cái nhà để xe và có hai cái chiếc xe nha mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ mọi người biết đây là toàn bộ cái không gian của nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Lúc sinh thời, giọng ca 7 từng sở hữu gia tài cực khủng, đủ để nuôi hàng chục người con. Nhưng ít ai biết rằng ngôi nhà riêng của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ cũng rất đơn sơ và giản dị như tính cách của cô ấy. Đây cũng là ngôi nhà mà cố ca sĩ từng sống chung với con gái Wendy trong những năm tháng khi qua xứ sở cờ hoa. Đó, thì mọi người cũng có thể thấy đây là cái không gian ở trong nhà của cố ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Rất là đơn sơ và giản dị đây. Đó. Một góc phòng trong căn nhà ở Mỹ của nữ ca sĩ được trang trí rất đơn giản. Góc tủ sách được xếp gọn về một phía. Điểm cộng của ngôi nhà là thiết kế đơn giản, tạo độ thoáng dù không rộng rãi. Còn thang bàn ăn đó mọi người. Có ca sĩ từng tiết lộ ngôi nhà đã được thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thoáng mát và ấm áp. Mỗi góc phòng đều trang trí vật dụng phổ thông phục vụ sinh hoạt đời thường. Sau tang lễ ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, quản lý và con gái của chị hiện đã sắp xếp lại mọi thứ. Quản lý của Phi Nhung còn nói đùa: chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng làm phiền đến chúng tôi. Con gái nữ ca sĩ bạc mệnh đã lên tiếng cảm ơn tất cả mọi người. Bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ để xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ xuất, con và gia đình mong mọi người cảm thông và lượng thứ. Ngoài ra cô cũng đau xót, xin mọi người cho mẹ được bình yên. Lời xin cuối cùng của con là mẹ của con đã về với Phật. Con xin mọi người hãy để cho mẹ con được yên vui và yên nghỉ. Wendy Phạm viết. Đó là cái tài sản của cô ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Ở bên Mỹ, một ngôi nhà rất là bình thường mà giản dị thôi ạ. Với lại hai cái chiếc xe hơi. Và gia đình của Wendy Phạm hiện tại bây giờ cũng đang ở đó. Con gái của cô ca sĩ Phi Nhung đó mọi người. Đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay được tạm cung cấp cho mọi người để mọi người biết được một số cái hình ảnh liên quan đến nhà của ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ, mà họ cho đó là một cái tài sản cực khủng mà Phi Nhung đã lấy ở Việt Nam, lấy của người dân Việt Nam mang về bên đó để cất giấu, gìn giữ và làm đẹp cho đất nước Mỹ, và không có cái gì đóng góp cho đất nước Việt Nam chúng ta. Họ vẽ ra rất là nhiều chuyện để hãm hại của ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng đã biết rằng cô ca sĩ Phi Nhung ở Việt Nam đã có rất là nhiều những cái hành động đẹp, thiết thực. Mọi người cũng có thể thấy mang lại lời ca tiếng hát in đậm sâu vào trái tim của mỗi con người chúng ta, đúng không ạ? Rồi những cái công việc thiện nguyện giúp đời giúp người, và chị ấy ra đi cũng vì thiện nguyện. Khi lao vào tâm dịch để đi cứu người thì đã bị dính bệnh và chị ấy phải qua đời, trả bằng cái tính mạng của mình là như vậy. Rồi chủ tịch nước cũng đã tung hô tên của chị ấy trong cái buổi phát biểu mới nhất vừa rồi đây, đúng không ạ? Rồi, chị ấy còn có lòng thương người bao la độ lượng, đã nuôi mấy chục người con nuôi như vậy. Thì như vậy những cái gì đáng đẹp nhất của cô ca sĩ Phi Nhung hiện tại bây giờ chúng ta nhớ là như vậy. Còn chưa có một cái tình tiết nào mà chúng ta thấy chị Phi Nhung là làm xấu cho đời cả. Chỉ có những cái trường hợp ở bên phía đối diện Antifan, họ ganh ăn tức ở và họ tung hô thần tượng của họ để họ áp đặt lên cho cô ca sĩ Phi Nhung thôi. Chứ còn toàn bộ hình ảnh của cô ca sĩ Phi Nhung hiện tại bây giờ trong mắt của người hâm mộ, những người hiểu biết, những người không có cái tính giả tâm, thì họ cho rằng cố ca sĩ Phi Nhung là một người tuyệt vời, và họ sẽ luôn ghi mãi, khắc ghi mãi cái công ơn cũng như là cái hình ảnh cũng như là tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung trong cuộc đời và không bao giờ quên. Như vậy cố ca sĩ Phi Nhung sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí của những người đã biết về tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta cung cấp một số thông tin như vậy cho tất cả mọi người, và rất là nhiều thông tin xoay quanh Hồ Văn Cường, em ấy đang ở đâu, đang làm gì và sẽ được ai hỗ trợ trong thời gian sắp tới, cuộc đời em ấy sẽ như thế nào, có liên quan gì nữa hay không, thì tụi ta sẽ cập nhật những thông tin đó sau cho mọi người trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bản tin sáng của tụi ta. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bản tin tiếp theo ạ.